Kênh video Đức Phúc Trần gửi lời chào đến đại gia đình ta một buổi trưa khá là nắng nóng. Kính thưa đại gia đình, hiện tại Đức Phúc Trần tôi đang có mặt ở trung tâm của thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. Và đến đây thì xin mời đại gia đình chúng ta cùng theo Đức Phúc Trần tôi chúng ta vào viếng lăng mộ của dòng họ Mạc. Đây là khu lăng mộ của ông Mạc Cửu là chính, người đã có công khai phá vùng đất này, phát triển vùng đất này vào thế kỷ 16-17 thành một trung tâm thương cảng sầm uất, đó là Mang Khảm Đại Phố. Và hiện nay trong cái khu lăng mộ này, đền thờ này thì đang được sửa chữa khang trang, rất là khang trang. Đây chúng ta thấy đây khu nguyên của khu vực bãi xe cũng như hồ nước phía trước rất là đẹp. Thì ngay bây giờ chúng ta cũng vào trong viếng và tham quan nha. Hiện nay được đầu tư sửa chữa rất là khang trang ạ. Đây chúng ta sẽ vào cái cổng đây. Nếu có gì thì xin mời quý vị cùng mình đến với họ tiên ạ. Những gì mình dỗ con, những gì mình tham gia.
trung nghĩa từ. Rồi bây giờ lên khu lăng ha, biển lăng. Đây à, đường lên miếng khu lăng. Đây là đường rẽ qua mộ của Tổng binh Đại Đô đốc Mạc Thiên Tích. Dạ đúng rồi, dạ con có mặt cửa á. Ở đây là của Khâm Sai Trưởng Cơ Mạc Tử Hoàng. Dạ. Cũng con của ông không à? Dạ. Có mạc. Đây. Đi có đi mà mình quên. Còn bên tay trái đây là khu lăng mộ của các phu nhân. Ví dụ như bên đây là của bà Nguyễn Hiếu Túc. Dạ rồi, chúng ta sẽ quan sát lăng mộ của Khai Trấn Quốc Công Mạc Cửu nha. Ở đây chúng ta thấy rằng là lăng mộ của ông.
xây mộ theo kiểu này, tức là có cái la thành đó, thì người ta thấy cái vòng tròn này tượng trưng cho trời, ở dưới đây có hình vuông tượng trưng cho đất, và ở giữa là ngôi mộ đó là nhân và con người, tức là có tam tài thiên địa nhân, và ông là một cái người gọi là tiểu vương. Chính vì thế là khi ông mất thì mộ của ông là có rồng chầu, là mộ ông có rồng chầu hổ phục ha, và có hai vị tướng. Bởi vì người ta quan niệm rằng là sống thì làm vua thì chết cũng làm vua, cho nên là có người hầu cận canh giữ như thế. Và do bây giờ là cây cối mọc um tùm, cho nên chúng ta không thấy được cái vị trí mộ của ông. Nó có thế phong thủy rất là tốt. Thứ nhất là nằm tựa lưng con núi, núi này là núi Bình Sang, một trong 10 cảnh đẹp của Hà Tiên ở Bình Sang Điệp Thúy. Và hướng ra đây đó là cái biển Đông, tạo ra thế Minh Đường. Nếu cái thế núi tạo thành thế hậu chẩm thì ở phía đây là ra biển, thì tạo thành thế Minh Đường. Và phía trước đây những cái hàng cây này thì có một cái hình núi, hình tượng của con voi phục, cho nên là tạo thành cái thế tiền án, và con voi nó canh giữ cho mộ của ông. Hai bên thì bây giờ đã có đường đi khang trang, rồi là tả thanh long hổ bạch hổ. Thời gian nó khá hạn hẹp, cho nên là xin được gửi đến gia đình chúng ta những hình ảnh và một vài thông tin như thế. Hôm nay có dịp quay lại với khu di tích văn mộ dòng họ Mạc, thì rất cảm ơn gia đình chúng ta đã cùng lắng nghe, theo dõi và quan tâm. Nhờ gia đình mình cùng ủng hộ, đăng ký, bấm like, cũng như là giới thiệu nhiều thành viên khác đăng ký để kênh video Đố Trần tôi được duy trì, cũng như là có nhiều cái thông tin khác để đến gia đình chúng ta. Thật ra nếu có thời gian thì chúng ta sẽ đi lên tới đỉnh của núi Bình Sang Điệp Thí, thì chúng ta đó là cái nơi được gọi là rốn quan trọng nhất của Hà Tiên, nơi mà tế làm lễ tế hàng năm của các vị chức sắc của tỉnh Kiên Giang như là thành phố Hà Tiên. Và từ ở cái núi đó thì chúng ta có thể di chuyển qua tới khu vực của chùa Phù Dung, nơi mà có người vợ của ông Mạc Tiên Thích, đó là bà Phù Cừ đó, đó là Phù Dung Tự, và nơi đó là đã được đóng tuồng cải lương áo cưới trước cổng chùa. Phải nói là hôm nay cái khu di tích này được xây dựng lại khá là khang trang và đẹp. Chúng ta thấy bên đây họ xây dựng rất là khang trang. Và xin được dừng video tại đây, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nha. Xin mời gia đình chúng ta cùng theo dõi. Giúp đó nè. Đúng tự nhiên luôn á. Sao có eo quá vậy? Phải vậy, con đang đứng con eo. Sao nó giò nó xíu vậy?